Doanh số sedan hạng B tháng 9 năm 2023 khá nổi bật với sự bùng nổ của Toyota Vios nhưng vẫn thua Hyundai Accent. Toàn bộ các mẫu sedan hạng B đều tăng trưởng doanh số trong tháng 9 năm 2023, nhưng mạnh nhất là Toyota Vios. Hòa chung không khí tăng trưởng của toàn thị trường, phân khúc sedan hạng B cũng có một tháng khởi sắc. Toàn bộ các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng B đều tăng doanh số trong tháng 9 năm 2023 vừa qua. Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất chính là Toyota Vios. Trong tháng 9 năm 2023, Hyundai Accent đạt doanh số 1.711 xe và tiếp tục đứng đầu phân khúc sedan hạng B. So với tháng 8 năm 2023, doanh số của mẫu xe này tăng đến 70,8%, nâng kết quả cộng dồn trong 9 tháng đầu năm nay lên 11.540 xe. Có vẻ như vị trí số 1 của phân khúc sedan hạng B hiện đã nằm chắc trong tay mẫu xe Hàn Quốc. Sức hút của Hyundai Accent đến từ giá bán hợp lý, dao động từ 426,1. 542,1 triệu đồng cho 4 phiên bản. Bên cạnh đó là thiết kế hợp gu người Việt, và trang bị không hề thua kém các đối thủ. Mẫu xe Hàn Quốc này có màn hình giải trí 8-inch, 6 loa, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, cốp sau điều khiển thông minh, đèn pha tự động hay tính năng khởi động từ xa. Hệ truyền động của Hyundai Ursen là động cơ xăng Kappa 1.4L MPI, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực và mô men xoắn cực đại 132Nm kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Trong tháng 8 năm 2023, Toyota Vios đạt doanh số đáng thất vọng với 288 chiếc bán ra, thua cả đồng hương Mitsubishi. AK. Tuy nhiên, sang tháng 9 năm 2023, mẫu xe quốc dân đã có màn trở lại ấn tượng với 1.496 xe, tăng đến 419,4%. Đây có lẽ là một trong những mẫu xe tăng trưởng mạnh nhất tại Việt Nam trong tháng 9 năm 2023. Đáng tiếc là kết quả này vẫn chưa đủ để đưa Toyota Vios trở lại ngôi vương của phân khúc sedan hạng B, mà phải ngậm ngùi đứng thứ hai, sau Hyundai Accent. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, đại diện nhà Toyota đạt kết quả 7.480 xe. Có được sức tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 9 năm 2023 có lẽ là nhờ chương trình khuyến mại. Theo đó, mẫu xe này được ưu đãi 100% lệ phí trước bạn, bao gồm 50% của hãng và 50% của chính phủ. Toyota Vios hiện có 3 phiên bản và giá bán từ 479. 592 triệu đồng. Xe được trang bị đèn pha LED, giải đèn LED định vị ban ngày, vành la zăng 15 in, ghế thể thao hơn, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch lớn hơn trước, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, và cổng USB Type-C dành cho hàng ghế sau. Ngoài ra, xe quốc dân này còn có 7 túi khí, và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm, PCS cũng như hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA. Động cơ của Toyota Vios 2023 tại Việt Nam vẫn là máy xăng 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Sự vươn lên mạnh mẽ của Toyota Vios đã đẩy Honda City xuống vị trí thứ 3 trong phân khúc. Trong tháng 9 năm 2023, người Việt đã mua 719 chiếc Honda City, tăng 84,8%. Kể từ khi ra mắt phiên bản nâng cấp đến nay, Honda City thường xuyên xa sút phong độ. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ giá bán dao động từ 559, 609 triệu đồng cho 3 phiên bản của xe. Trong tháng 10 năm 2023 này, Honda City được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, cộng cả chương trình của hãng và chính phủ, nên hứa hẹn doanh số sẽ tiếp tục tăng trưởng. Điểm nhấn của Honda City 2023 là hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn, bao gồm 6 tính năng hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động, AHB, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hệ thống giảm thiểu trạch làn đường DM, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, LKAS và hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành LCDN. Ở hai phiên bản L và RS, xe còn được bổ sung phanh đĩa mới. Động cơ của Honda City 2023 không có gì thay đổi, vẫn là máy xăng IVTEC 4 xi lanh, DOHC, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại tua máy 6.600 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại 145Nm tại tua máy 4.300 vòng trên phút. Động cơ đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT. Khác với tháng 8 năm 2023, Mitsubishi không còn là mẫu xe bán chạy thứ ba trong phân khúc xe đen hạng B, mà tụt xuống vị trí thứ 4 vì doanh số chỉ đạt 491 xe. So với tháng liền trước, doanh số của mẫu xe Nhật Bản đã tăng 54,8%. Mitsubishi Arche hiện là một trong những mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc, chỉ từ 380-490 triệu đồng. Tuy rẻ nhưng xe vẫn có những trang bị như đèn pha LED tự động bật trên tắt, dài đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED và gương chiếu hậu gập điện trên trình điện trên tích hợp xi nhan, ở bản cao cấp, điều hòa tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, ghế bọc da và hệ thống âm thanh 4 loa. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu xe này là động cơ xăng MIVEC 3 xi lanh, dung tích 1.2 lít, sản sinh công suất tối đa 77 mã lực và mô men xoắn cực đại 100 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp INVECS. So với đối thủ thì động cơ của A chê hơi yếu nhưng bù lại, mẫu xe này lại rất tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với những ai mua ô tô chạy dịch vụ. Trong tháng 9 năm 2023, doanh số của Kia Soul tô chỉ tăng nhẹ 12,5% lên 90 xe. Thứ hạng của mẫu xe này trong phân khúc vẫn giữ nguyên như nhiều tháng trước đó. Sở dĩ kia Son Uto không thực sự được ưa chuộng tại Việt Nam, vì thiết kế và trang bị kém hấp dẫn dù giá rẻ, giao động từ 386-482 triệu đồng. Mẫu xe Hàn Quốc này chỉ có cụm đèn chiếu sáng dạng halogen, nội thất chủ yếu được làm từ chất liệu nhựa và nỉ, các tính năng chỉnh tay, đầu AVN, 6 loa, hai túi khí, cảm biến lùi, camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng như hệ thống cân bằng điện tử. Dù ở phiên bản nào, Mẫu xe Hàn Quốc này cũng sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.4 lít, cho công suất tối đa 94 mã lực và mô men xoắn cực đại 132 Nm. Động cơ đồng hành cùng hộp số số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp. Mẫu xe bán kém nhất phân khúc xe hạng B trong tháng 9 năm 2023 tiếp tục là cái tên quen thuộc Suzuki Kia Z. Trong tháng vừa qua, mẫu xe này đạt doanh số 8 xe, tăng 60%. Với kết quả này, Suzuki Kia Z một lần nữa góp mặt trong top 10 ô tô ế nhất thị trường. Điểm yếu của Suzuki Kia Z nằm ở thiết kế kém nịnh mắt, và chỉ có đúng một phiên bản với giá khởi điểm từ 534,9 triệu đồng. Ngoài ra, Suzuki Kia Z còn là xe nhập khẩu nguyên chiếc, nên không được nhà nước hỗ trợ 50% lệ phí trước bạn. Suzuki Kia Z tại Việt Nam được trang bị đèn pha LED, đèn hậu LED, gương gập điện trên chỉnh điện trên tích hợp đèn xi nhan ghế bọc da, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, điều hòa tự động và hệ thống lọc không khí. Hệ truyền động của Suzuki Kia Z là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.4 lít, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp, sản sinh công suất tối đa 91 mã lực và mô men xoắn cực đại 130 Nm. Tuy động cơ không quá mạnh mẽ nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu khá tốt, mức tiêu hao ở đường hỗn hợp là 5,79 lít trên 100 km. Video đến đây là hết nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360